Ngày 18 tháng 8, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho hay toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 463 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư lên 14.969 ca. Trong số đó, có 104 trường hợp tử vong và gần 4.900 bệnh nhân được xác nhận điều trị khỏi, xuất viện, bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đến nay, có 115 trên 1.628 doanh nghiệp trong khu công nghiệp có ca dương tính với tổng số 1.566 ca mắc. Trước đó, Sở Y tế Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn khẩn trương thành lập trung tâm hồi sức tích cực vùng và khoa hồi sức tích cực điều trị COVID-19, nâng tổng quy mô hồi sức tích cực lên 1.320 giường. Cụ thể, đối với Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Bộ Y tế giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực vùng, cần xây dựng và thành lập trên cơ sở, sắp xếp lại các khoa, phòng điều trị và cận lâm sàng, đầu tư các thiết bị y tế phục vụ công tác hồi sức tích cực, lắp đặt hệ thống báo gọi nhân viên y tế, các thiết bị theo dõi người bệnh, công nghệ thông tin và truyền tải thông số hình ảnh về phòng điều hành và phục vụ hội chẩn, tư vấn khám, điều trị COVID-19 từ xa. Đối với 16 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế cấp huyện, thành phố trên địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế, củng cố đầu tư khoa hồi sức tích cực hiện có hoặc nâng cấp thành lập khoa hồi sức tích cực để sớm thành lập khoa hồi sức tích cực điều trị COVID-19.